Xin chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Quý Bình mong mọi người dừng chỉ trích cô gái đòi bạn trai chi tiền khi yêu. Quý Bình mong khán giả dừng chỉ trích nữ chính đoan mình hẹn hò thần tốc. Anh khuyên mọi người nên cẩn trọng khi chơi game show để không biến mình thành trò giải trí của khán giả trên trang cá nhân diễn viên quý bình gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái bày tỏ quan điểm cá nhân liên quan đến vụ việc cô gái đầu bạn trai chi tiền khi yêu trong game show ghép đôi thần tốc cụ thể diễn viên dù gió có thổi mong mọi người dừng chỉ trích nữ chính và nói thêm hãy xem đó là bài học cho chính bản thân mình và cũng là bài học cho chính những người thực hiện chương trình Nam diễn viên cho rằng, những chia sẻ của Đoan Minh trên sóng truyền hình không hoàn toàn là những điều cô ấy muốn nói. Theo anh, phát ngôn của nữ chính là do một phút ngẫu hứng, nghĩ rằng làm như vậy chương trình sẽ vui, đúng ý đồ của ban biên tập. Tuy nhiên, Đoan Minh lại không lường trước được những gì sẽ đến với mình sau khi game show hiện hò này lên sóng thông qua vụ việc này quý bình nhắn nhủ đến mọi người khi chơi game show các bạn hãy cẩn trọng khi tham gia bất kỳ một game show hay chương trình giải trí nào hãy là chính mình đừng quá ngay theo sự khơi gợi của những người đứng sau sân khấu nếu bạn không muốn trở thành trò giải trí đúng nghĩa của khán giả còn nếu bạn nào muốn nổi tiếng để được nhiều người biết đến theo cách đó thì mình nghĩ miễn bàn dòng chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng dưới bài viết nhiều người cũng bày tỏ quan điểm của mình về những phát ngôn của đoan minh trên sóng truyền hình một tài khoản bình luận, lời nói phát ra rồi, khó rút lại được vì ai cũng nghe hết rồi, nghĩ lại cũng tội nghiệp cho cô gái đó. Tài khoản khác nêu quan điểm, em tôi phân tích chuẩn, vô tình đoạn clip này trở thành điểm thu hút cực tốt cho chương trình. Có điều là tiêu cực và vô tình đẩy con người ta ra xa bờ. Trong đó đáng chú ý là chia sẻ của các tường, MC dẫn dắt chương trình này, cô viết. Chị cũng rầu mấy vụ này ghê, mấy ngày nay báo chí gọi hỏi hoài, thôi thì mỗi người trưởng thành đều có quyền tự do trong tất cả mọi việc, nhưng phải tự chịu trách nhiệm và nhận quyết định của mình. Liên hệ với Quý Bình, nam diễn viên xác nhận dòng chia sẻ của anh được đăng tải trên trang cá nhân là quan điểm về ồn ào liên quan đến giam sâu, ghép đôi thần tóc, Tuy nhiên, nam diễn viên từ chối chia sẻ thêm. Trong tập 10, ghép đôi thần tốc, nữ chính Đoan Minh khiến cư dân mạng chú ý khi tiết lộ từng trải qua 12 mối tình. Trên sóng truyền hình, cô vô tư bày tỏ những quan điểm và chuyện tình cảm khiến người xem khó chịu. Điển hình là việc nói về tiêu chí chọn bạn trai. Cụ thể, nữ chính chia sẻ, đẹp trai cao ráo là tiêu chí và em muốn bạn nam chi tiền cho em để em mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản vân vân trai cho tiền mình đi đầu tư rồi mình chia lại cho trai đi ăn nếu bạn trai quên bóp thì em có thể cà thẻ trả rồi đợt sau bạn cà lại nhưng quên lần hai là thôi bái bay luôn phát ngôn của đăng minh tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội đa phần khán giả tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ cũng như những quan điểm của cô về tình yêu tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng đây là ý đồ cắt ghép của nhà sản xuất nhằm thu hút sự quan tâm của khán giả. Trước sự phản ứng trái chiều của dư luận, chúng tôi đã liên hệ với ban tổ chức chương trình ghép đôi thần tốc. Đại diện tổ chức cho biết không có phát ngôn gì về việc này. Những gì chúng tôi muốn chia sẻ, chỉ Cát Tường cũng đã đại diện chia sẻ hết rồi. Chúng tôi không muốn nói thêm về việc này. Phía ban tổ chức nói trong khi đó nhân vật nữ chính đoan mình cũng lên tiếng xin lỗi và giải bày mình sẽ chú ý về lời nói tính thẳng thắn của mình sau này tuy nhiên ai cũng có một tiêu chí riêng nên mình chỉ đang nói về quan điểm tiêu chí của mình mà thôi còn tiêu chí mình nói ở đây không phải là đại gia mà là người đã ổn định về kinh tế mà thôi